Hello những người anh em yêu nhạc. Hôm nay em Sơn ngoài việc lên những cho anh em những lô băng 7 có chương trình và những lô băng 7 theo yêu cầu, thì hôm nay em dành riêng một clip lên cho anh em những cuốn băng 10. Những cuốn băng 10 có chương trình gốc sẵn rồi thì em bán xả cho anh em gọi là giá siêu rẻ luôn. Ví dụ như băng nhạc hoài niệm số 1 này, kèm một tí hoài niệm số 2 này, thì như cuốn này vỏ hộp bìa biệt và quan trọng là xương nhôm. Đấy, xương nhôm anh em nhá. Thì cuốn này dây băng đây. Đấy, cuốn này em bán cũng rẻ thôi. Cuốn này em bán gọi là bán băng 10 nhá. Băng 10 đã có chương trình nhưng mà em bán cũng ngon bổ rẻ cho anh em. Cuốn này xương nhôm đấy nhá. Xương nhôm băng 10. 1.800.000 cuốn này. Xong. Cuốn này là cuốn Premier 3. Đầy đủ chương trình Premier 3. Nhưng cuốn này là dành cho máy 2 trách. Máy 4 trách cũng đọc được, còn máy chủ yếu là máy 2 trách xương nhôm đặc biệt. Một mặt tích nhôm trắng, mặt tích hồng. Tóm lại cuốn này thì anh em nào có máy 2 trách này hoặc là máy 4 trách vẫn chơi được nhá. Thì cuốn này em bán rẻ vì nó là xương nhôm. Bán rẻ cho anh em. Bán rẻ cho anh em 1.650.000. Đấy, rõ ràng giá từng cuốn nữa nhá. Đó. Rồi, các cuốn này. Các cuốn này thì miễn chê luôn. Full bìa, full lít. Anh em mua số lượng em bán rẻ luôn. 5 cuốn, được chưa? Này, một cuốn nhạc lính vọng gác đêm sương, tiếng hát Sơn Tuyền, Đò Chiều Tuấn Vũ Sơ Tuyền, một cuốn. Cuốn thứ hai là cuốn Những Chuyến Đi Mùa Ly Loạn của băng nhạc Sơn Ca số 1. Đấy, Sơn Ca số 1 nặng quá. Hai cuốn. Một cuốn thứ ba là cuốn Khánh Ly Tình Lỡ. Thôi rồi còn chi đâu anh ơi, có còn lại trắng dươm thôi trong cơn thương đau men đắng môi. Yêu rồi tình yêu sao chua cay, men nào bằng men thương đâu đây. Hỡi người bỏ ta trong mưa bay. Nhạc tuyển chọn cả cuốn này là tuyển chọn của ca sĩ Khánh Ly. Nhờ có tiếng hát Khánh Ly thể hiện nên nền tân nhạc Việt Nam mới có được những ca khúc bất hủ đến như vậy. Anh em nào yêu Khánh Ly thì chơi cuốn này. Rồi, ba cuốn. Cuốn Người Nhập Cuộc của Chế Linh và Trường Sơn Duy Khánh. Quá tuyệt vời, cuốn này thì quá hay. Cuốn này cũng hay này. Cuốn này cuốn hai chất lượng này, Mỹ Nhân nhạc xưa, Giao Linh Sơn Tuyền, Thanh Tuyền Hương Lan, Bồ Tử Danh Ca này và Kim Đằng 1. Đấy, cuốn băng 10 mà rất nhiều thể loại luôn, một mặt thì Kim Đằng 1 và một mặt thì Tứ Đại Danh Ca này, Bồ Tử Danh Ca này. Đấy, thì anh em có nhu cầu những cuốn băng này, những cuốn băng 10 đã có chương trình này. Đấy, 5 cuốn đây, nếu mua cả 5 thì em bán rẻ nữa. Còn nếu mua lẻ em bán một cuốn là 1.750.000. Được chưa? Nói chung là giá băng 10 như thế là rẻ lắm rồi, mà giá công khai rồi. Anh em mà có nhu cầu thật sự, anh em cứ vào Zalo 0988434435, em Sơn mua bán sởi lời, em Sơn có thể bán cho anh em. Cứ sởi lời là anh em chốt được đơn hết. Còn cứ lưu ta lưu tiêu bất lịch sự thì nói thật với anh em, chứ còn cho anh em còn trả đắt lên nữa em cũng không bán đâu, vì tỉnh em nhiều khi nó cũng hơi khủ khoảm lắm. Yeah, cho nên đến với nhau là phải lịch sự. Anh em mà chơi lịch sự đàng hoàng, lịch sự chính sách của em từ xưa nay rồi, miễn phí ship. Anh em chơi chán thích thì gửi lên nâng cấp các chương trình khác, thêm tiền công thâu thôi, thêm các chương trình khác vô tư. Đấy, còn đến với nhau mà mất lịch sự thì nó thật chứ, cho bán 3-4 triệu em cũng không ham đâu. Đấy, chứ anh em nói thật, anh em lịch sự chứ, gọi là một cuốn băng 10 hơn triệu em bán mà. Đấy, 1.600.000-1.700.000 em bán vô tư. Chứ bình thường một cuốn băng 10 anh em thị trường anh em biết rồi, những cuốn băng 10 mà thì có thể tầm 2.200.000-2.500.000 là chuyện bình thường. Đấy, anh em có nhu cầu thì triển khai nha. Em nói hơi vòng vo một tí nhưng mà quan điểm của em là rất rõ ràng.
Đấy, anh em mua cuốn nào thì anh em triển khai nha, giá từng cuốn em đã đọc vị cho anh em rồi. Đã đọc vị cho anh em rồi. Đấy. Mặc thủy xương nhôm này. Bốn trách này. 1.8 triệu này. Anh em thích thì cứ kết nối là mua được thôi. Đấy. Cứ sợi lời là mua được. Sợi lời là em có bớt chứ không vấn đề gì cả. Cuốn này là bằng hai trách nhưng mà xương nhôm. Này thích thì em vẫn bán 1.650.000. Này xương nhôm xịn luôn, xương nhôm đặc biệt là hai mặt quá đẹp. Đấy. Đó. Nha. Còn những cuốn này thì em cứ đổ đồng cho anh em thích thì em bán cho tầm 1.750.000 cũng được. Toàn hàng chất lượng, nói chung bằng 10 mà, bằng 10 thì quá rẻ rồi. Đấy. Riêng cái hộp, bộ hộp này đã đẹp rồi. Rồi, xin cảm ơn anh em và hẹn gặp lại anh em ở những clip sau. Anh em có nhu cầu xương cối, băng cối, đầu cối thì cứ đến với em Sơn Loa, ủng hộ em Sơn. Xin cảm ơn.